Hello các bác nhá. Là thành viên rất vui mừng được đón bác Cường ở Hà Nội xuống lắp đặt một bộ karaoke. Bác nhá, xuống lắp đặt một bộ karaoke đẳng cấp. Đây là tép của JBL 725 nhá. Bộ tép là 2452H. Thì bộ này là chơi một loa Community CSX57 đẳng cấp thật hay. Đấy. Số là mua loa này. Và đây là con đáy. Con đáy này là nhà bác có rồi. 4 cây. Và vang là hành viên nâng cấp. Trước lấy con vang như là không được. Hai con vang này. Lâm tiếng này nhà bác có. Lâm tiếng thì các bạn lâm tiếng lào thế được. Hai cái mic này vào. Trước lấy BBS bỏ rồi. Bỏ BBS này. Một sang cái này một giờ bực luôn. Con này một giờ một bực nó hay hơn BBS nhiều. Căng hết rồi. Con loa này không cần xúc. Này là Mỹ ấy. Mỹ loại. Và con này hay hơn những dòng loa người JB là 25 hay hơn. Thế chất hơn. Và tép Toto này đây anh em nha đây. Cho bác xem một cái tép của nó đây. Cái tép của thằng JB hai mắt làm này. Cái tép của thằng nó đây. Đấy. Học 51. Tép Mỹ thì các bác Mỹ là chê rồi. Đúng không? Đấy to thế. Bên đó nó một xì nữa. Xên em 7 đấy. Hay lắm. Đây. Thì anh em Cường ở Hà Nội nấu gọn gàng hết này. Về cắm nhạc thôi. Đấy, xong. Tất cả con này hết. Hùm. Đấy. Quá chuẩn. Quá di sản nó phê anh em nhé. Chơi bài rất đẳng cấp thôi. Đêm nằm suy tư ngậm chuyện nhân thế sự mà thấy trong lòng đau xót. Đốt điều thuốc nhìn thời gian đếm ngược từng giây phút trôi nhanh. Quá hay luôn. Thấy đời sao quá mong manh. Hôm qua tình cảm chân